cuối giờ chiều nay ngày 12 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp là F1 và 2 trường hợp là lái xe luồng xanh qua Đà Nẵng. Như vậy, đến nay Đà Nẵng đã qua 12 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 55 trên 56 xã phường của thành phố là vùng xanh. Đến nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với người 18 tuổi trở lên đã đạt 93,6%. Thành phố cũng chuẩn bị tiếp nhận thêm hơn 150.000 liều vaccine Pfizer và Verocell. Ngành y tế và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về lại Đà Nẵng, đảm bảo thuận lợi an toàn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, hiện nay thành phố đang tiếp tục xem xét nới lỏng các hoạt động một cách thận trọng trên cơ sở tình hình dịch bệnh, cũng như dự thảo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia. Đề nghị các ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp để chia sẻ thông tin, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng trên các chuyến bay. Việc quản lý người và phương tiện theo luồng xanh vào thành phố thực hiện theo quy định như thời gian qua. Cái việc kiểm soát người vào thành phố chúng ta là luôn luôn được quan tâm và đặt lên vị trí hàng đầu trong công tác phòng chống dịch hiện nay. Cho nên là không được cái chủ quan, chúng tôi nhắc lại là không được chủ quan. Chúng ta phải đặt công tác an toàn cũng cho thành phố Đà Nẵng chúng ta là liên kề. Cho nên đề nghị các cái địa phương và các cái chốt chúng ta lưu tâm như thế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương quan tâm việc quản lý và xét nghiệm theo kế hoạch đối với các trường hợp về thành phố đang thực hiện cách ly tại nhà. Ngành giáo dục chuẩn bị kỹ phương án để học sinh đi học trực tiếp trở lại. Thành phố cũng đã đề nghị Bộ Y tế tăng cường nguồn vaccine để Đà Nẵng tiếp tục tiêm chủng cho người dân, nâng cao độ bao phủ.